Xin chào các bạn, hôm nay đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết chương trình PLC trên AC800M. AC800M của IBB nha các bạn. Ta tạo một chương trình thì ta chọn AC800M và đặt tên. Cái tên này mình phải viết liền nha các bạn. Đầu tiên chúng ta tạo phần cứng nha. Đây là cái cấu hình đầu tiên. Thì mình hiện tại đang sử dụng là PC 600 861, thì này mình sẽ xóa đi. Và mình insert vào. Mình chọn PC BM861. Này nha các bạn. Và nếu các bạn thêm phần cứng thì các bạn phải thêm vào. Các bạn nhập vào. Đây là module truyền thông. Và bây giờ mình sẽ thêm vào cái module tiếp. Mình sẽ xóa cái module này nha. Mình sẽ giữ cái module truyền thông Profiber. Thì mình sẽ thêm vào. Trong module này mình sẽ có cái C801. Đây, trong C801 mình sẽ mua thêm module tiếp theo. Đây. DI, DO gì mình cần phải thêm nha các bạn. Thì đây mình sẽ thêm một module DI 801. Xong. Như vậy mình đã thêm phần cứng xong. Sau khi mình thêm phần cứng và mình sẽ download xuống nha các bạn. Thì ở đây mình không, trước khi download thì các bạn phải cấu hình cái phần truyền thông.
giữa máy tính của bạn với PC. Thì đầu tiên các bạn phải khai báo lên mạng. Đây mình ví dụ thôi nha, mình không có cái PC, hoặc thì mình sẽ thì mình chỉ làm demo thôi. Thì nếu các bạn làm thật thì các bạn phải nhập địa chỉ vào. Thì cái đó là địa chỉ, thì các bạn chọn địa chỉ của các bạn thì cũng phải tương tự như vậy nha, các bạn khai báo đây. Bạn chết không có lỗi nha bạn, các bạn lưu và sale lại chỗ này, bạn chung chỉnh lại. Tương tự cho cổng Ethernet thứ hai nha các bạn. Và như vậy các bạn có thể download xuống để kiểm tra phần cứng thử nha. Ở đây mình không có thì mình sẽ không không có PC, hoặc thì mình sẽ không đào. Và bây giờ mình tiến hành viết chương trình nha các bạn. Đây, các bạn chọn vào New và chọn Program để viết chương trình. Ở đây là mình đặt tên. Các bạn có thể sửa tên lại. Ở đây các bạn muốn kết nối phần cứng với phần chương trình thì các bạn phải tạo cái biến toàn cục nha các bạn. Ví dụ sau khi các bạn khai báo xong thì các bạn phải kết nối biến với phần cứng. Các bạn vào chỗ connect, ví dụ đây là ngõ ra, ngõ vào rồi mình sẽ kết nối với nút on. Rồi tiếp theo ngõ vào D thứ hai thì mình sẽ kết nối với nút stop. Các bạn check và lưu lại. Các bạn vào test. Ở đây các bạn tạo biến, các bạn có thể tạo tên biến cho
cái chương trình test này của mình nha, chỉ sử dụng trong test thôi. Ví dụ mình tạo một cái hammer, ở đây là thời gian, mình set là 3 giây. Bây giờ mình sẽ chọn ngôn ngữ viết nha các bạn. Đây là ngôn ngữ viết, các bạn có thể tùy các bạn mà các bạn thích viết kiểu gì các bạn viết. Thì ở đây mình sẽ sử dụng ngôn ngữ khối hoặc là ngôn ngữ ladder. Đây mình sẽ tạo một cái hàm cơ bản khi các bạn nhấn on, cái này mình sẽ là hường động nút stop của mình. Ở đây mình tạo một cái biến tạm on. Các bạn connect vào. Các bạn mở tên biến lên, các bạn copy cho nó nhanh và đúng chính xác nha.
Và như vậy mình đã viết xong một cái chương trình cơ bản nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn sơ. Khi mình nhấn nút on thì cái biến tạm này sẽ bật lên. Biến tạm này bật lên thì cái hàm thời gian này sẽ chạy chạy trong 3 giây thì ngắt cái động cơ này ra. Bây giờ mình sẽ check. Save lại. Và mình sẽ test chạy thử cho các bạn xem. Mình viết xem mình thiếu một hàm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chỉnh lại. Đây, mình sẽ test cho các bạn xem phần cứng đã nhận nha, nha các bạn. Chủ đấy, như vậy mình đã viết xong một đoạn chương trình ngắn nha các bạn. Thì ở đây các bạn có thể copy đem và thực tập, và các bạn có thể viết thêm những cái chương trình khác mà các bạn muốn. Này, video mình cũng đã dài rồi. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.